Em chào cả nhà. Rồi, tối nay lên nhiều mẫu nha cả nhà ơi. Tối nay em có nhiều mẫu cho mọi người lắm. Tối nay em có nhiều mẫu nha các chị đẹp nhà em. Các chị đang xem cho em xin một chấm và cho em xin một nút chia sẻ nha cả nhà. Rồi, tối nay em sẽ lên bộ body rip trước cho các chị nha. Bộ body rip này trước à. Hồi chưa chị nào chưa có xem được thì các chị coi lại giúp em. Bộ này em có size cho các chị từ 50 kg đến 70 kg các chị đẹp nha, em mặc vừa. Em 48 kg em mặc cũng ok luôn nè mấy chị. Bộ này 60 kg các chị mặc cũng được luôn nha, nó co giãn nhiều lắm. Rất là đẹp. Bộ body rip đính đá nha cả nhà ơi, 150 một bộ à. Bộ này em bán cho cả nhà 150 ngàn nha. Đính đá rất là đẹp luôn. Bộ này thì em có được 5-6 màu gì thôi các chị. Cái bộ màu tím này em còn được có hai bộ à, bộ size 3 với bộ size 4 hay sao á. Các chị thấy em mà chấm lên giúp giùm em một cái với các chị. Các chị đã thấy em rồi, cho em xin một chấm với nha. Để em like luôn cho cả nhà. Giờ mấy giờ rồi ta? Gần 7 giờ rồi. Các chị đang xem cho em xin một chấm lên với các chị. Tối nay có nhiều mẫu đẹp. Tối nay nhiều mẫu đẹp. Em chào chị Tuyền Trương, em chào chị Nhi Ngọc, em chào chị Phượng Hồng. Rồi like lại cái bộ body rip này đi nha các chị, bộ body rip này đẹp nè, 150 ngàn à. Em có tầm khoảng trăm mấy bộ mà hồi trưa giờ em bán cũng gần hết rồi. Nên là cái chị đẹp nhà em có thích cái bộ body rip này thì cái chị chốt. Rồi màu em đang mặc cả nhà lên giúp em màu đen ha. Màu này lên giúp giùm em là màu tím hoặc màu hồng gì cũng được cái chị. Màu này giờ em hết phân biệt được, cái màu này em còn được có hai bộ à. Bộ size 3 với bộ size 4. Size 3 là tầm khoảng 60 kg trở lại nha. Chị nào thấp thấp người mà dưới 1m55 mà 60 kg thì lên size số 4. Còn không thì mặc size số 3 giùm em. Em còn được màu này nha, màu này lên giúp giùm em là màu hồng. Màu này lên giúp giùm em là màu vàng nè, vàng này là vàng dưa cải nha cả nhà. Vàng này là vàng dưa cải giúp em, bộ body rip nha, bộ body rip. Chốt em màu vàng. Vàng dưa cải chứ không phải là vàng chanh. Chốt em vàng dưa cải. Size 50 kg đến 70 kg cả nhà mặc vừa, hàng body rip. Đính đá rất là đẹp luôn. Bộ màu này em còn được có hai bộ thôi nha các chị. Màu đen em đang mặc là còn, màu đen em đang mặc là còn nhiều. 150 ngàn. Rồi em có màu da cho cả nhà luôn. Chốt em màu da nha, màu da. Rồi em chào cả nhà mình nha, màu da. Rất là đẹp luôn các chị. Form quần các chị nhìn thấy đẹp quá ha. Form quần này mấy chị cao mấy chị mặc cũng được luôn á. Cái form quần thun mà ôm như thế này nè, là cái chân của mình dài tới đâu á thì cái quần nó sẽ giãn theo cái chân của mình tới đó. Rồi cái màu cam đất nè cả nhà, màu cam đất đẹp chưa? Màu cam đất rất là đẹp luôn ha, màu cam đất. Tối nay em có giả váy lỡ cho các chị nữa nha, giả váy lỡ em bán tặng. Rồi lên giúp giùm em màu cam đất, màu em đang mặc là màu đen. Rồi màu này là lên giúp giùm em là màu bò. Màu bò em cũng còn được có dài 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 hình như là size 3 với size mấy mấy chị? 3 với 4 hay gì 5 em hết luôn à. À, bộ này bộ 3 luôn. 1m6 62 kg bằng size 4 chị Tuyết Huệ ơi. Bộ này bằng size 4 nha chị.
C4 là vừa đẹp luôn đó. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh két. Chốt em màu xanh két nha. Màu xanh két giúp em rồi. Em hết nha cả nhà. Có nhiều màu đây à. Em chào chị Ngân Kim. Chị nào mà mặc bao rip rồi thì các chị biết đó, cái chóp vải này là lần đầu tiên em bán đó cả nhà. Nhưng mà đẹp ha, lên form đẹp. Nói chung là lên form ok. Rồi em qua cái mẫu này nha. Mẫu này nó màu nên là nó dễ lắm, màu các chị dễ chọn lắm. Chị ưng màu nào thì các chị lên giúp giùm em cái màu kèm theo số ký. Em đang mặc là màu đen. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho cả nhà của mình là mẫu giả váy nha. Lên giả váy lỡ nha cả nhà. Giả váy lỡ 185.000 hai bộ. Em lên giả váy cho cả nhà nha. Giả váy là em có từ size 2 đến size 6. Đen size số 4 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Bộ em mặc là 155.000. Ủa quên, 150.000. Lộn. 150 chị. Hàng bao grip giúp em ha, bao grip đính đá rất là đẹp. Mét 65 54 kg mặc size 2 chị Thùy Lâm. Mặc size số 2. Màu nào cũng đẹp hết đó các chị. Cái này hàng sale. Hàng phải hàng sale mà gọi là hàng rớt gớt lại á, sỉ của lò đặt xong rồi người ta lấy còn là trăm mấy bộ á. Nên là lò giảm giá luôn. Cái hàng bao rip này á, là bình thường em thấy người ta bán 200 mấy một bộ đó. 150 ha, em bán 150. Mình mua được hàng giảm giá thì mình bán hàng giảm giá. Em có màu, em có 7 màu, hình như là hồi hồi trước em đếm 7 màu hay vậy. Rồi em lên quần giả váy cho cả nhà nha. Lên quần giả váy cả nhà ơi. Quần giả váy là 185.000 hai bộ. Chốt em mã này mã sọc vàng, bộ này em có từ size 2 đến size 6 nha. Bộ này là form form nhỏ gọn nha cả nhà. Form nhỏ gọn thôi nha, nên là hồi hôm rồi đợt rồi chị nào mua cái bộ đồ quần giả váy dài ở bên em á. Cái bộ thun lạnh đó, size số mấy cái chị mặc vừa thì cái chị chốt cái size đó giúp em luôn. Hoặc chị nào mà lớn tuổi mà hơi có ngực có bụng tí xíu thì cái chị lên size luôn. 185.000 hai bộ quần giả váy lỡ. Rồi lên giúp em mã này là mã sọc các chị. Lên giúp giùm em cái này là sọc vàng. Chốt em mã sọc vàng nha. Size 2 cam đất. Chị Thùy Lâm ơi. Em quên, cái bộ đó nó từ size 3 trở lên chứ nó không phải là size số 2 nha. Nó từ size 3 trở lên nhưng mà chị mặc 54 kg là chị mặc vừa luôn á. Hồi nãy em mặc là bộ màu đen đó, em mặc size số 3 đó chị. Tại vì chóp vải nó co giãn nhiều. Mình mặc là cái độ thun á nó sẽ giãn theo cái body của mình nha. Đó là bộ đó em lấy cho chị size số 3 chứ không phải là size số 2 nha chị. Em có bốn mấy ký mà em mặc nó còn vừa năm mấy ký thì chị mặc đẹp hơn em. Chị mặc vừa đẹp hơn. Nó có 3 size à, size 3, size 4 và size 5. Màu cam đất đẹp quá đẹp luôn. Dạ em cảm ơn chị Quyên Hương rất là nhiều.
Rồi màu em đang mặc cái chị đẹp lên giúp giùm em là mã sọc vàng nha. Size số 3 nha chị Thì Lâm ơi, đừng có lên size 2 nữa chế. Tất cả là từ size 3, size 3, size 4 và size 5. Nhưng mà size 3 là 60kg trở lại là mặc đẹp, mặc vừa. Chị nào 60kg mà hơi thấp người một tí xíu á, thì cái chị đẹp nhà em lên size 3, lên size 4 mặc luôn ha. Chất vải này coi giãn thoải mái. Hàng bao gíp. Rồi đen 3. Mặc không có sợ bị gọng. Rồi, bộ em đang mặc cả nhà lên giúp giùm em quần giả váy lỡ, lên giúp em mã sọc vàng 185.000 hai bộ cả nhà. Lô này em bán tặng nha các chị. Giả váy hiện tại là em đang hết hàng rồi. Lô này em tặng cho các chị. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết. Lên giúp em mã họa tiết. Chị hỏi em bộ nào chị Nhân Hoàng ơi. Bộ bo rip đính đá là 150.000, còn bộ em đang mặc là 185.000 hai bộ. Rồi chốt em mã này là mã hồng nha, mã hồng. Mã này lên giúp em mã cam cả nhà. Mã cam giúp em mã cam. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã lá nha. Chốt em mã lá. Cái lô giả váy này em bán tặng nha các chị, em bán tặng cho các chị giá này á. Tính ra có 90.000, 9 mấy ngàn hả? 185.000. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã đẹp. Bộ này mặc ở nhà mát nha, giải mát lạnh nè. Rồi chốt em bộ này, lên giúp em mã này là mã caro vàng. Chốt em caro vàng. Rồi em có màu xanh dương cho cả nhà luôn. Rồi cái áo màu xanh dương của em đâu mất tiêu rồi. Đây, chốt em mã này là mã xanh dương cả nhà ơi. Chốt em màu này là màu xanh dương. Quần giả váy nha, bộ em đang cầm là quần giả váy. Rồi chốt giúp giùm em mã này là màu xanh dương. Quần giả váy lỡ. Rồi lên giúp giùm em mã này cái chị, lên giúp em mã này là mã sọc vàng. Chốt em sọc vàng. Rồi xanh dương. Ok chị Thì Lâm nha, không lấy màu đen. Rồi lên giúp em mã xanh dương đi cả nhà. Chốt em màu xanh dương ạ, à. Màu xanh dương kèm size giúp em. Chốt em mã xanh dương. Chốt em màu xanh dương. Rồi, cái này lên giúp giùm em là caro vàng. Chốt em là caro vàng. Chị Yến Trinh ơi, cái lô thun dẻo đó em sẽ không có về hàng nữa nha chị. Em bán hết cái lô này là nó hết luôn rồi đó. Tại vì cái đó là hàng sale các chị ơi, nó không có hoài đâu. Với lại là em bán cái hàng thun dẻo là tất cả bây giờ nếu mà có sale cũng sale bi không hả? Không có sale cái gì khác hết á. Nên là không có hàng nữa nha chị. Nên là chị mua thêm cái gì thì em đi đơn cho mình luôn nha. Chứ thun dẻo em không có về hàng nữa. Hàng sale nó không có hoài các chị. Với lại là nếu mà người ta sale là người ta sale chừng nào hết cái mẫu đó, hoặc là giờ có cái lô sale tiếp tục thì nó vẫn là bi chứ nó không có cái gì khác hết á. Nên em không có lấy cái hàng đó về nữa. Hồi đợt rồi em về em lấy về tới 600-700 bộ lận. Nên là em bán từ từ bây giờ nó còn nhiều lắm. Nên là em chưa có nhập cái hàng thun dẻo về nữa đâu ha. Nên là chị chờ thì chắc chắn là không có nha chị. Em trả lời mình luôn á. Nên chị có mua cái bộ khác á, thì chị mua bên em chốt đơn cho mình đi luôn. Không em gửi cho chị hai bộ hồi chiều. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, lên giúp em caro vàng. Bộ em đang mặc hôm nay là 185.000 hai bộ nha chị Thanh Thanh. Rồi chốt em bộ này nha, lên giúp em mã này là caro vàng, rất là đẹp luôn. Hàng sale lâu lâu em canh cho mấy chị, ví dụ như lấy được lô nào thì em lấy về một lô em bán thôi, xong em qua cái khác. Chứ hàng sale mà dập tới dập lui là nó sẽ bị đứ hàng liền ha. Giống như cái hàng dập ly vậy đó. Em lấy hàng về cho cái chị 2-3 lần là những cái lô sau sẽ bán rất là chậm.
tại vì người ta đã mua hết rồi, là hàng sale thì giống như là rải ra shop nào cũng có hết. Rồi chốt giúp em bộ này nha. Đây là cô tông dẻo là không có hàng nữa nha mấy chị, không có hàng khác nữa nha, ngoài những cái bi em còn ở đây cho mấy chị đó. Hồi chiều em đã nhắn cho chị rồi đó, chị Yến Trinh là chị kêu em chừa lại cho chị một bộ tím chữ với một bộ tím cẩm đó, rồi còn ba màu còn lại em nhắn cho chị đó. Rồi chị lấy đi, lấy màu gì em lấy cho chị. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Chốt giúp giùm em mã đẹp. Lấy cho chị trước bộ caro, chị Thanh Thanh ơi, chị Thanh Thanh cho em cân nặng và chiều cao đi chị. Cho em cân nặng và chiều cao nha, để em lấy size cho mình. Form này nó cũng gọn thôi nha chị, eo 90 trở lại thì mặc size số 5, eo 85 trở lại thì mặc size số 4. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đẹp ạ. 185.000 hai bộ. Cái chị chọn đi cho nó dễ, cái chị để em lấy hàng nhiều khi không có ưng mấy chị á. Rồi bị trùng nữa. Đẹp size số 2 em chốt cho chị Phượng Hồng. Chị coi lại cái tin nhắn hồi chiều em nhắn cho chị đi, rồi chị lấy cái gì thì chị nhắn lên trên đó, tới mai em nói với bạn lấy cho. Rồi lên giúp em mã này là mã lá cả nhà. Mã lá rất là đẹp luôn nha, lá. Chị Thanh Thanh bộ caro size số 4. Size số 4 là eo 85 trở lại mặt vừa nha chị. Đó là bộ caro 4 em hết rồi chứ ơi. Chị Thanh Thanh ơi, cái bộ caro vàng em hết trơn size số 4 rồi. Chị lấy qua cái mã khác giúp em ha. Mã đẹp size số 2 em chốt cho chị Phương Phượng Hồng nè. Bộ này em không có size số 1, chị Nương Lê, bộ này bắt đầu từ size 2 trở lên. Size số 2 là eo 75 trở lại mặc dừa đó chị, 185.000 hai bộ. Rồi cả nhà lên giúp giùm em mã này là mã lá. Size số 4 em chỉ còn nè chị, size số 4 là em còn được mã đẹp, mã cam. Đẹp cam xanh dương với lại là hồng thôi. Với sọc vàng. Với sọc vàng ha. Ủa. Ai xin lỗi sao hình như là còn nè chị ơi, chị chờ em xíu đi. Mấy bạn để size 5. Mấy bạn để lộn. Mấy bạn để lộn. Rồi rồi em thấy rồi. Chị Thanh Thanh có bộ caro vàng 4 nha, có. Mấy bạn để lộn số. Rồi caro vàng size số 4 em chốt cho chị Thanh nè. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp em mã lá nha, mã lá. Rất là đẹp luôn. Vải này mặc mát cực kỳ luôn nha mấy chị. 185.000 hai bộ. Rồi lên giúp em bộ này là bộ họa tiết ạ. À. Họa tiết kèm size giúp em luôn. Chốt em mã họa tiết chị. Họa tiết kèm size giúp em ạ. Đẹp xuất sắc. Bộ họa tiết. Quần giả váy nha các chị, không phải là quần ống rộng nha. Quần giả váy. Quần giả váy lỡ. Cái chị đẹp mua đi, cái lô này em ra cho cái chị nữa là cũng hơi lâu lâu nữa em mới có cái quần giả váy, có lô giả váy lỡ về. Mấy cái lô sau em cắt quần giả váy dài không, không có quần giả váy lỡ. Họa tiết size số 4 em chốt cho chị Thanh Thanh. Ok chị. Rồi chốt em mã họa tiết. Xong cái này em sẽ lên đồ ngủ cho cả nhà nha. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã cam. Đồ ngủ với đồ ton.
lên giúp em. Em mã này là mã cam ạ. Cam kèm size giúp em mấy chị. Chốt em mã cam. 185.000 hai bộ quần giả váy lỡ. Rồi chốt em mã cam cả nhà. Cam kèm size giúp em. Chốt em mã cam. Cam 2 em chốt cho chị Phượng Hồng. Rồi lên giúp em mã này là mã hồng các chị. Chốt em mã hồng. Họa tiết size số 5. Họa tiết size số 5 hình như em hết rồi. Rồi lên giúp em mã hồng. Size số 5 là eo 90 trở lại mặt vừa nha chị. Họa tiết size số 5. Rồi em còn được một bộ. Size số 5 eo 90 trở lại mặt vừa nha. Cả nhà form này nó gọn thôi nha. Chị Bạch Yến. Một trăm tám mươi lăm ngàn hai bộ quần giả váy lỡ. Cam 2. Hồng 4 em chốt cho chị Tho Phạm. Bộ màu hồng này cái màu ngọt quá mấy chị, màu ngọt. Cam 52 kg cao bao nhiêu vậy chị Liễu Liễu Dung? 52 kg chị cao bao nhiêu vậy chị? Rồi chốt em mã này là mã hồng nha. 52 kg em lấy cho anh cao 1m55-56 trở lên em lấy cho chị size 2 ha. Cam 2 nè, em chốt cho chị Liễu Dung luôn. Rồi lên giúp em mã này là mã sọc ạ. Chốt em mã này là mã sọc cả nhà. Lên giúp em mã này mã sọc hồng đi. Sọc hồng ha. Rồi em có bao nhiêu họa tiết đó cho mình á. 185.000 hai bộ. Rồi chốt giúp giùm em mã này. Bán bộ này lời có 10 ngàn, mười mấy ngàn hả mấy chị? Em bán em tặng cho cả nhà luôn á. Tính vô tính tiền ship, tiền này tiền kia luôn. Chắc em bán vốn cho cả nhà mình luôn. Rồi, tại còn hàng tính mà hàng bơm, hàng này kia nữa. Hàng tồn á. Là bán về vốn luôn á. Đây là lô này các chị mua đi, mua về mặc ở nhà cho nó mát. Rồi chốt giúp em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em mã này. Mã này chốt giúp giùm em mã này là mã hồng nha. Mã hồng. Hàng bông thì nó không có màu đen đâu chị. Mặc mấy cái này mặc ở nhà. Mặc mấy cái màu tươi tươi này cho nó mát mẻ. Mấy chị lên chi màu đen vậy. Màu đen mặc nó hút nóng dữ lắm. Mặc ở nhà mát mẻ. Cái chị mặc đồ này mặc ở nhà mà không. Mình mặc mấy cái màu sáng sáng cho nó đẹp. Lấy mà mấy cái màu sáng sáng cho nó đẹp chị ơi. Đừng có lấy màu đen nữa. Rồi lên giúp giùm em màu cam. Chốt em màu cam. Sọc hồng 4 cho chị Thanh Thanh. Hồng 4 em chốt cho chị Thanh Thanh luôn. Size số 6 hình như là em hết đó chị yêu ơi. Size số 6 em còn được có cam với sọc hả chị? Xe số 6 em còn được có hai họa tiết hả chị đẹp. Em còn mã cam với mã sọc vàng á. Chị Quỳnh Ánh Tiết ơi, xe số 6 em còn được cam với mã sọc vàng hả chị.
Rồi chốt giúp em bộ này cả nhà ơi. Bộ này lên giúp giùm em là mã hồng nha, mã hồng. Em đang mặc là sọc hồng. Mã này lên giúp em mã cam, màu cam cũng rất là đẹp luôn nè, màu cam. Chốt em cam. Rồi mã này lên giúp em mã đẹp. Chị Diệu Linh cọc cạc giúp giùm em nha chị, cọc cạc giúp giùm em rồi em chốt ha. Chị có một cái đơn bên nick Hương Nguyễn Thị gì á là có hoàng về cho em một đơn rồi, nên là giờ chị là chị chịu khó chị lên giúp giùm em. Chị chịu khó chị cọc cạc giúp giùm em rồi em chốt ha. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Mã đẹp. Hôm bữa chị có cái đơn bên em gọi chị cũng không bắt máy nữa. Em bấm cái số điện thoại lên em mới biết là cái nick cũ của chị là có hoàng về của em hết một đơn. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã đẹp. Là giờ mua thì cọc cạc giùm em nha chị. Cọc cạc hoặc là cọc tiền cũng được, cái nào cũng được miễn có cọc giùm em là được. Rồi lên giúp em mã lá. Mã lá này đẹp nè các chị. Lá này là cái sọc xanh với sọc trắng đi xuống nha, cái lá màu vàng. Lên cái gân nổi rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này là mã lá, lá kèm size giúp em. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã họa tiết. Vải nó trơn, nó mướt và nó mát, rất là mát nha cả nhà. Rồi lên giúp giùm em họa tiết. Lá 4 em chốt cho chị Tho Phạm. Đẹp size số 2 em chốt cho chị Liễu Dung. Rồi lên giúp em bộ này là caro vàng ạ. À. Caro vàng cả nhà. Hết rồi chị, size số 6 em còn có sọc vàng với cam à. Xe số 6 em còn sọc vàng với cam thôi nha. 185.000 hai bộ cả nhà ơi. Rồi màu này chốt em màu xanh dương rồi cả nhà. Màu xanh dương. Màu xanh dương đẹp lắm. Nè chị nào thích màu nhu nhu tối tối lấy màu xanh dương này nè. Màu xanh dương giúp em nha, màu xanh dương. Sọc vàng cũng đẹp luôn nha chị, sọc vàng thì mặc lên trắng da. Rồi chốt giúp em sọc vàng. Lá 5 em chốt cho chị Bạch Yến. Bộ 95k đó hả chị Bích Thanh Lê? Mấy cái sọc có thì em hết, còn mấy cái họa tiết kia thì em còn á chị. Sọc vàng size số 6 em chốt cho chị Quyên Hương. Chỉ có sọc vàng, sọc đỏ, sọc xanh, ở quên sọc vàng, sọc đỏ với sọc trắng là em hết nha. Với hình như là mã da hay gì đó là em hết, còn lại hình như mấy cái họa tiết kia thì em còn. Chị Nguyễn Hoa ơi, chị màu em đã dơ lên cho mình hết rồi đó chị đâu có thấy màu tối đâu, giờ chị kêu em lấy màu tối sao em chọn cho chị được. Em đã dơ màu lên hết cho mình coi rồi đó. Mình coi mình ưng cái bông nào thì mình chốt giùm em đi chị. Chị coi trực tiếp mà chị không có ưng được mà chị kêu em lấy rồi làm sao, ở đâu màu tối ở đâu mà em lấy cho chị. Hello người đẹp mình bộ đồ dập ly ai cũng khen đẹp hết á. Em cảm ơn chị Quỳnh Kim Hằng rất là nhiều. Hàng em đã dơ lên từng bộ, mặc từng bộ cho các chị coi thì các chị coi được like, các chị nên chốt trực tiếp giùm em đi mấy chị. Đừng có kêu em lấy giùm, em không có lấy đâu nha. Đơn hồi trưa em có nhắc ở trên like là ngày mai em mới chốt đơn.
Nếu như mà đơn từ hồi trưa tới bây giờ các chị có đơn bên em thì bên em chưa gọi. Còn những cái đơn trước là em đã gọi hết rồi. Rồi em trả lời vậy nha. Sọc vàng với cam 6. Còn chị Quỳnh Ánh Tuyết, sọc vàng với cam 6 là em còn sai nha. Sai số 6 là em còn được có hai họa tiết đó đó. Bộ em mặc là 185.000 hai bộ, quần giả váy lỡ chị. Quần giả váy lỡ lô này em bán tặng cho cả nhà mình giá 185.000 hai bộ chứ không phải là một bộ nha, hai bộ. Đây em dơ màu lại cho mình coi nè chị. Cái lô này em không có màu tối chứ ơi, thường á là cái này em lên màu sáng sáng thôi mà. Chị Quỳnh Ánh Tuyết ơi, vậy em chốt cho chị sọc vàng với cam 6 ha. Sọc vàng với cam 6 luôn hả chị, hai bộ ha. 185.000 hai bộ, còn đúng hai họa tiết đó luôn á. Hồng 2 em chốt cho chị Phượng Hồng. Sọc vàng với cam 6 em chốt cho chị Huỳnh Ánh Tuyết. Này mấy chị lấy màu sáng sáng mặc đi, mặc ở nhà mà. Đâu có ai cười mình đâu mà đâu có ai nói gì đâu mà sợ, biết mình mặc màu sáng cho nó trẻ. Ký eo 90 trở lại là mặc size số 5 nha chị đẹp. 70 kg mà eo 90 trở xuống thì mặc size số 5, còn eo trên 90 thì lên size số 6 giúp em. Size số 6 thì em còn được có hai họa tiết này thôi. Sọc vàng với cam. Còn lại là em hết. Hồng 2 em chốt cho chị Phượng Hồng. Cái bộ như cái bộ màu này nè, trời nó ngọt mấy chị. Ngọt mà cái họa tiết ở ngoài nhìn nó đẹp lắm. Rồi em dơ lại màu cho mình chọn nè chị. Mình coi giúp em ha. Chị thích màu tối thì cái màu này nó đã tối nhất trong cái lô này rồi đó. Màu xanh dương này nè. Chị thích màu trầm trầm tí xíu thì chị một là chị lấy cái màu xanh dương này, hai thì chị lấy cái mã đẹp này nè. Nó chỉ có hai bộ này á, hoặc là cái bộ họa tiết này. Chứ muốn tối nữa thì em không có ha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết xanh dương họa tiết. Mã này lên giúp em mã đẹp. Mã này là mã đẹp. Em có từ size 2 đến size 6. Cái vải caro vàng này nó đẹp lắm mấy chị. Vải này mặc mát lắm nè. Chốt em caro vàng nha. Rồi cam. Cái hoa cam này cũng đẹp nữa nè. Cái hoa cam này các chị nhận hàng về đây đẹp hơn ở trên live đó. Tại thường mấy cái màu này nó sẽ không có bắt ánh sáng nhiều ha, tại cái màu của nó là theo tông màu lạnh, nó không phải là tông màu nóng. Thường màu đen, màu đỏ rồi là nó bắt tông với nó màu cam nữa. Còn thường mấy cái tông màu này á, thì nó sẽ không có bắt nhiều. Rồi chốt giúp giùm em là màu hồng nha cả nhà, màu hồng. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là sọc vàng. Chốt em mã sọc vàng ha. Rồi mã lá. Mã lá em đang mặc là sọc hồng. Mã này lên giúp giùm em mã lá nè cả nhà. Mã lá. 185.000 hai bộ chị. Sọc hồng size số 2 cho chị Phượng Hồng. Một trăm tám mươi lăm ngàn hai bộ. Quần giả váy lỡ. Cả nhà mình mua đi. Sau cái đợt này là em hết giả váy giá này rồi đó. Vài bữa là giá nó khác đó chị đẹp, giá nó cao hơn đó. Chị nào thích cái này thì cái chị đẹp nha, em chốt giúp em ha. Rồi giả váy dài nè. Giả váy dài em còn mấy bộ em sale cho cả nhà mình luôn nha. Sọc vàng size số 3 em chốt cho chị Phượng Thúy. Size số 3 là eo 80 trở lại cả nhà mình mặc vừa. Chị Bích Thanh Lê ơi, hồi nãy em trả lời chị rồi là những cái sọc đỏ, sọc trắng, sọc vàng là em hết, em không còn bộ nào. Ngoài ba cái bộ đó thì những cái họa tiết còn lại là em còn, bây giờ chị chốt toàn là sọc không à, không có nha chị.
Chị Nguyên Hương hả? Chị Nguyên Hương có chốt sọc vàng 6 hả? Hình như chưa á chị. Để coi em coi chốt chưa. Sọc vàng 6 chị Nguyên Hương có rồi. Chốt hai bộ đi chị, em đi combo cho nó dễ. Còn bộ màu cam nữa đó chị Nguyên Hương. Rồi em qua cái quần giá váy lỡ nha. Em còn mấy bộ quần giá váy dài em lên cho cả nhà mình luôn. Giá váy dài em sale cho cả nhà 100 ngàn bộ. Còn có mấy bộ à cả nhà ơi. Quần giá váy dài nha. Rồi 100 nghìn một bộ giúp em quần giá váy dài. Em còn có size 2 với size 3. Hàng màu em đã dơ lên cho mình hết rồi đó chị chọn giùm em đi. Em đâu có màu tối đâu, giờ chị kêu em lấy màu tối em tìm màu tối ở đâu ra. Chị Út Quỳnh. Cô ơi con dơ lại cho cô một lần nữa, cô chọn giùm con đi nha. Chứ cái này không có màu tối để con chọn cho cô đâu. Rồi cái này là sọc hồng, không có màu tối nha. Rồi coi mấy màu này, màu nào mà cô mặc được thì cô lấy giùm con. Rồi mã này lên giúp con mã lá. Bộ em đang mặc là size số 2, không có size số 3 nha chị. Rồi chốt em bộ này. Bộ này là bộ sọc vàng nha cô. Lên giúp giùm con mã này là mã hồng. Em chào chị Phạm Lan. Rồi cái này là màu cam nha cô ơi. Rồi caro vàng. Mã này lên giúp con mã đẹp. Rồi cái này là họa tiết. Mã này lên giúp con mã họa tiết. Rồi cái này lên giúp giùm con mã này là mã xanh dương. Cái này U7 mấy má con vẫn mặc bình thường á. Mấy cô mặc mà mấy cô mà lựa màu tối không à. Mấy cái này đồ mình mặc nhà mà mình mặc sáng sáng tí xíu cũng không sao chứ, hoặc là lấy mấy cái màu nhu á, màu xanh dương là cái màu đó đã tối nhất rồi đó, không có còn màu nào tối hết đó. Nó y chang nhau hả chị Tuyền Trương ơi, giả váy dài với giả váy lỡ là nó y chang nhau hả chị, nó không có khác nhau gì hết, nó cùng một cái chất liệu vải mà. Lớn hơn size 2 nhiều không? Giả váy dài size 3 lớn hơn size 2 nhiều không? Nó tầm khoảng 1 phân chị. Phân phân rưỡi gì đó. Nói chung là size 2 với size 3 mặc cùng nhau là ok, không có bị rộng không gì trơn. Ví dụ như bình thường em mặc size số 1 thì em mặc nó ôm, thì hiện tại bây giờ em đang mặc size số 2 nè, thì nó như vậy nè. Thì bình thường chị mặc size 2 nó ôm thì chị mặc size số 3 nó giống như em đang mặc vậy nè. Chứ kêu em phân ra là ừ nó rộng hơn hay không em không có biết chứ chị. Thì chắc chắn là nó bự hơn rồi đó, nhưng mà nó bự hơn bao nhiêu thì chính xác là em không biết nha. Đẹp size số 4. Em chốt cho chị Nguyễn Thị Bích Loan quần giá váy lỡ. Thường em chốt cho mấy chị á, là size 2 lên size 3 mặc thì em chốt. Còn ví dụ size 2 mà nhảy lên tới size 4 là em không chốt. Size 2 mà lên size số 4 thì nó rộng nhiều nha. Nó rộng nhiều mình bóp vô cũng được, nhưng mà bóp vô nhiều. Bóp vô nhiều nhiều khi mấy chị sợ xấu cái áo, mấy chị không chịu, xấu đồ, mấy chị không chịu chứ bóp vô thì thợ đem lại thợ sửa một cái một à. Em mà bình thường em mua áo, em mua đồ á, cái mẫu mà em thích gọi mấy chị, với lại là ngay cái hàng sale á, ngay hàng sale của shop thì hàng sale người ta đâu có mở, đâu có đầy đủ size đâu. Thì còn size nào mình lấy size đó. Em mua tới size L mà trong khi đó em mặc thường là em mặc có size XS hoặc là size S thôi. Mà em lấy tới size L là nó bự hơn rất là nhiều luôn. Em về thợ vẫn sửa bình thường nha. Thợ vẫn sửa được chứ không có gì phải xấu hết trơn á. Thợ người ta sửa quen rồi là người ta sửa làm được hết trơn à. Thì cái bộ đồ nó đang bự thì người ta cắt lại cho nó nhỏ lại thôi. Đó. Rồi mấy chị thì mấy chị sợ nên là thường em cũng kỹ là em không có chốt từ size 2 lên size 4, trừ khi chị nào đồng ý thì em mới chốt, còn không thì size 2 lên size 3 thôi. Đó. Cái chị có bóp thì cái chị bóp vô cũng ít.
Cô Út, Út Quỳnh là cô Út Quỳnh bao nhiêu tuổi rồi? Coi bộ này mặc size 4 hay size 5 vừa nha cô ơi. Bộ này là nếu mình lớn tuổi, mình thích mặc rộng rãi thoải mái tí xíu, thì ví dụ như 63, 64, 65 kg thì cô nên lên luôn size số 5 giùm con, mặc cho nó thoải mái nha. Còn cô muốn lấy size 4 thì con lấy size 4, họa tiết size số 3 em chốt cho chị Phượng Thúy. Tại vì thường thường ở nhà con hay lấy đồ cho má con, ví dụ như bình thường là má con cao 1m52, 1m50 gì đó mà nặng 60 kg, 62 kg là phải lấy lên size 5 hoặc là size 6. Bộ nào mà form nhỏ nhỏ là phải mặc size số 5. Ủa quên, form mặc lên size 6, size 5 là nó hơi kích một xíu. Đó. Mà tiếp size số 3 cho chị Phượng Thúy. Nên mình lớn tuổi thì mình lên size. Rồi đơn của chị Bích Thanh Lê ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi để tư vấn cho chị nha chị. Đẹp năm chốt cho chị Quỳnh Thị Xanh. Eo 90 trở lại là cái chị mặc size số 5 vừa. Cái bộ quần giả váy lỡ này là nó cái form của nó quân như cái bộ quần giả váy dài em đang mặc vậy đó. Cả nhà ơi, cả nhà đang chốt là bộ quần giả váy lỡ nha. Em đang mặc quần giả váy dài này là em còn mấy bộ em sale thôi chứ không phải là em đang bán quần giả váy dài. Nên cả nhà nghe kỹ giúp em rồi chốt nha. Để một hơi là lộn đó. Quần giả váy lỡ là 185.000 hai bộ. Còn quần giả váy dài em đang mặc á là em còn một bộ họa tiết size số 2 là em đang sale 100.000. Eo 75 trở lại mặc vừa. Xanh dương với mã đẹp. Size số 2 cho chị Nguyễn Hoa. Size số 2 là eo 75 trở lại nha chị Nguyễn Hoa ơi, size nhỏ nha chị. Nó cỡ cỡ như bộ em mặc vậy nè. Xanh dương với mã đẹp. Tại vì cái bộ này form nhỏ cả nhà ơi. Rồi em hết đẹp hai à, còn bộ mẫu xanh dương với đẹp hai em chốt cho chị Nguyễn Hoa. Bộ em đang mặc là size số 2 nha. Size số 2 chứ không phải size số 3 như chị Phạm Lan. Nãy giờ em có một bộ size 2 này hả nha. Dạ em cảm ơn chị Chính. Quần giả váy lỡ là 185.000 hai bộ. Chị Út Quỳnh lấy size số 5 đúng không? Bảy chục ký coi chừng lên size 6 luôn á cô Quỳnh nha. Mình lớn tuổi thì mình lên size 6 luôn á chị. Họa tiết 52 kg cho chị Liễu Dung. Eo 75 trở lại là mặc size số 2 nha chị Liễu Dung ơi. Chị Liễu Dung có ok không? Chị Liễu Dung ơi để em biết em chốt. Chị Phạm Lan ơi, cái bộ em đang mặc là size số 2, chị đòi size số 3. Em đâu có size 3 đâu, được không chị? Sọc vàng size số 5 cho chị Quỳnh Thị Xanh.
C6 em chỉ còn mã sọc vàng với lại mã cam thôi nha cả nhà. Rồi chị Phạm Lan chốt bộ em đang mặc 100.000. Eo 75 trở lại thôi nha chị ơi. Hàng sale nha chế. Hàng sale là không có hỗ trợ đổi trả nữa đó. Nên là chế suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ. Tại vì em hết size để em đổi luôn rồi. Ông giả váy lỡ đây các chị. Giả váy lỡ. Giả váy lỡ 185.000 hai bộ. Bộ em đang mặc mã cam cả nhà. Bộ em đang mặc mã cam. Chị Tuyền Trương 55kg có bụng mặc size số 3 có rộng không em 1m57. Không chị. Em đã tư vấn cho mấy chị đến như vậy luôn rồi mà mấy chị nhà em còn không chốt được cái size của mình nữa thì hỏi em sao em trả lời được mấy chị. Em đã tư vấn cho mình là nó như vậy rồi, cái chị không biết được cái body của mấy chị hỏi em sao em chắc ăn được cho mấy chị. Em mặc lên cho cả nhà mình xem luôn. Em 1m58, em 48kg, eo em có 65 thôi. Cái bộ hồi nãy em mặc là size số 2 đó. Là eo 75 trở lại. Rồi bây giờ là size số 3 thì em nói là eo 80 trở lại, làm tính luôn cái độ giãn của nó rồi. Thì cái chị cứ nghĩ đi là mình ví dụ như mình mặc size số 2 thì size số 3 nó sẽ thoải mái hơn tí xíu, hoặc là cái form này em nói cái form nhỏ thì ok, là cái chị đinh lên trong đầu mình là có thể là mình mặc nó đã vừa rồi chứ không có rộng đâu. Bây giờ cái chị hỏi ngược lại em ơi chị mặc có rộng không? Trời ơi, em nói thật với chị luôn, em biết em trả lời chị luôn, em chốt cho chị luôn, em khỏi phải tư vấn cho chị làm chi nữa. Mấy chị phải phải hiểu cái cơ địa của cái bạn, cái body của mình nó như thế nào, và cái tạng người của mình là mình mặc nó như thế nào. Chứ không phải là em là thần thánh gì hết trơn á mấy chị. Em không có thấy cái chị gì hết trơn á. Chỉ nghe cái chị diễn tả thôi. Thì em tư vấn cho cái chị như vậy, vậy ABC vậy đó, thì cái chị coi coi là mình mặc được hay không nha. Chứ hỏi em mặc vừa hay không, trời ơi, má em không dám trả lời nữa. Em nói ừ mặc được vừa đó chị, em muốn bán em nói trên, em nói vừa hết trơn luôn. Chị về chị mặc vừa không vừa thì chị cái chuyện của chị. Rồi vừa thì chị được thì chị gửi đổi, còn không được thì chị cũng nhận cái bộ đồ đó luôn. Nhưng mà em không bao giờ em bán hàng với cái tư với cái tâm lý như vậy. Em muốn là chị phải ừ cái bộ đó chị có cảm thấy chị chốt cái bộ đó, chị cảm thấy chị ok hay không. Nếu mà giờ lỡ về mà có rộng tí xíu thì ok mình bóp vô, hoặc mình để về mình mặc luôn cho nó thoải mái thì cũng được. Cái tâm lý nó sẽ thoải mái hơn khi mà em trả lời chị vừa, chị chốt đi chị vừa vừa. Về không vừa cái cảm thấy giống như em lừa gạt mấy chị vậy đó. Còn em tư vấn như vậy luôn mà mấy chị còn không chốt được nữa thì các chị cứ bỏ qua đi, chừng nào có sai của mình thì mình chốt. Họa tiết em còn size 3 chị, em còn nha. Chị Bích Thanh Lê lấy màu xanh dương với màu cam đúng không chị? Màu xanh dương với màu cam size số 4 nha, size số 4 là eo 85 trở lại. À, ơi, em nói thật luôn á mấy chị, người ta bán hàng rất là khỏe, dơ lên 60kg trở lại mặt dừa, 65kg trở lại mặt dừa. Người ta có hỏi đến chiều cao mấy chị không? Có hỏi đến cái eo của mấy chị không? Rồi những cái người đó người ta bán hàng như vậy đó, những cái shop người ta bán hàng vậy, rồi mấy chị lên mấy chị chốt làm sao? Mấy chị lên mấy chị chốt làm sao? Còn em canh tới cái chiều cao, tới cái eo luôn mà mấy chị còn khó với em, mấy chị còn phải hỏi lên hỏi xuống vậy đó mà còn chưa chốt được bộ đồ mà tư vấn kỹ vậy luôn á.
giống như em là hơi bị kỹ tính, hơi bị khó tính, rồi em gặp khách hàng cũng kỹ tính khó tính không hay sao á mấy chị? À, chứ em thấy người ta bán, người ta dơ cái bộ đồ lên nó đơn giản lắm, một người ta bán rất là nhanh và người ta chốt rất là lẹ á. Còn em chốt cho mấy chị trời ơi canh lên canh xuống, canh lên canh xuống mà mấy chị hỏi hoài luôn, mấy chị còn không canh được nữa. Vậy là mấy chị đi qua những cái shop khác sao các chị dám mua đồ? Nên là canh tiếp giùm em nha, canh hơi mà phát quạo với mấy chị luôn á, em canh vậy em nói vậy mà mấy chị còn hỏi em nữa. Rồi cái bộ quần giả váy nè cả nhà, quần giả váy dài 100 ngàn một bộ, mã nhí hồng, em còn được bộ size 2 với bộ size 3, sale còn 100 ngàn, lên giúp giùm em mã nhí hồng. Nhí hồng còn size 2 với size 3 ha. Nhí hồng chốt giúp em là size 2 với size 3, bộ nhí hồng 100 ngàn một bộ. Size 2 e 55 kg, eo 75 trở lại mặt vừa. Size số 3 là eo 80 trở lại giúp em. Rồi dạ bây giờ em còn thêm bộ này nữa. Bộ kẻ hồng. Kẻ hồng size số 3 100 ngàn luôn. Một bộ họa tiết size số 3 em chốt cho chị Phượng Thúy. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em bộ này là bộ kẻ hồng. Thật luôn á, em thấy người ta bán hàng, người ta bán nhanh lắm mấy chị. Dơ lên cái mẫu này 60 kg trở lại mặt vừa. Dơ lên cái dục xuống, dơ lên cái dục xuống, còn chưa kịp nhìn cái họa tiết nữa là đã qua mẫu mất tiêu rồi. Mà mấy chị ta nói hả là chốt, ào ào ào, giành nhau để chốt. Giành nhau chốt luôn, không biết về mặt vừa không thì ta không biết nha. Đó. Nhưng mà thấy chốt dữ lắm, mà ta bán cũng nhanh lắm, nhanh gọn lẹ lắm. Còn em đứng hả, mặc lên từng bộ cho mấy chị canh eo, ha, canh chiều cao, canh cân nặng, mà canh hoài chốt không được. Ở nhà mai mốt là em lơ luôn, em lơ luôn, em nói là mấy chị chốt đi, chốt về mặt vừa thì mặt còn không vừa thì đổi lại. Đó, mấy chị đổi lại cho em nha. Ok không? Kẻ hồng chị Phạm Lan, chốt cho chị Phạm Lan. Rồi em còn một bộ beo size số 3. Còn một bộ beo size số 3. Ấy em like em nói quá trời em nói luôn, em tư vấn cho cái chị không mà em mệt luôn á. Tư vấn chừng mà lên mà chừng 5 chị thôi là rồi luôn, khỏi bán luôn, cà dòng nói hoài có nhiêu đó, nói hoài có nhiêu đó luôn. Kẻ hồng 100 ngàn cho chị Phạm Lan. Với lại mấy chị mua hàng online á, thì mấy chị linh động tí xíu, với lại là mình thoải mái tí xíu, có gọng tí xíu thì ok. Ừ thôi gọng về mình bóp vô không sao hết, mình cứ nghĩ vậy đi, mình mua đồ sẽ góp được nhiều, nhưng mà chưa chắc gì bộ đó về mình mặc gọng. Em chốt cho cái chị ít có khi nào mà gọng nhiều lắm, hiếm lắm mới có trường hợp là gọng nhiều, là mấy chị hay trừ hao số ký. Đúng rồi, có chỗ người ta đâu có cho đổi lại đâu, tại người ta bán hàng giá mềm giá rẻ giá sale đó mấy chị. Em hàng sale hàng gì em cũng canh cho mấy chị rất là kỹ hết trơn á. Tại em hay nghe cái chị nhà em hay nói là chị không có biết đi ra bưu điện để chị đổi. Nó nên là cố gắng canh kỹ để làm sao mà cái chị đừng có hạn chế tối đa cái mức mà mấy chị phải đổi trả hàng. À, nhí hồng size số 3 cho chị Úc Phan. Nhí hồng size số 3 em chốt cho chị Úc Phan. Chứ tâm lý của mấy chị mua hàng á, nhiều khi á là ví dụ như cái chỗ đó mình mua, mình lỡ mình mua rồi mình nhận rồi mà mặt không vừa cái mình cũng lười đi đổi lại á mấy chị, cái mình nói thôi mai mốt mình không mua chỗ đó nữa, cái lâu lâu mình lướt Facebook cái mình lên mình thấy người ta bán hàng sao quá trời chốt luôn, thấy đồ đẹp ê, vô mua tiếp. Vô mua tiếp về lâu lâu hên hên thì mặt cũng vừa nha. Chốt rồi chị Liễu Dung, em chốt cho chị bộ họa tiết size số 2 rồi. Kẻ hồng 3 hết rồi chị Tho Phạm ơi. Rồi,
Quần giả váy dài 100.000, em chỉ còn một bộ nhí hồng 2 cho cả nhà thôi. Eo 75 trở lại mặt dừa. Eo 75 trở lại mặt dừa các chị. Chị Liễu Dung ơi, em chốt rồi. Còn nếu như mà ngày mai chưa có thì chị cứ nói với mấy bạn lấy nha. Bộ họa tiết size số 2 em còn. Nhưng mà em nhớ là em chốt cho chị rồi á. Rồi chốt em bộ nhí hồng size số 2 đi cả nhà. Em chốt cho chị bạn sự tùy duyên. 100 ngàn giả váy dài. Rồi đó em hết giả váy dài rồi đó cả nhà. Không phải là em chê người ta bán mà người ta bán ấy đâu nha mấy chị. Nói người ta nghe, nhiều khi người ta nói em cà khịa nữa. Có nghĩa là em thấy người ta bán vậy đó, bán nhanh lắm mà mấy chị vô mấy chị chốt quá chừng luôn, mấy chị về mấy chị mặc vừa không? Chứ em thấy em canh cho mấy chị mà nhiều khi cũng cũng bị sai đó, mấy chị mặc bị gọng á. Hết luôn rồi chị Thoa Phạm ơi, giả váy dài em hết hàng luôn rồi đó chị. Giờ còn giả váy lỡ 185.000 hai bộ. Em đang mặc là giả váy lỡ. Cái họa tiết của cái bộ giả váy lỡ này nó giống y chang như cái bộ rộng hôm qua vậy đó các chị. Nên là hai cái lô này em đều bán giá tặng cho các chị hết luôn ha. Chị nào thích giả váy thì các chị lấy giả váy, còn chị nào thích ống rộng thì các chị mặc ống rộng. Rồi mã này lên giúp em mã cam. Em lấy em mặc lại cho mấy chị, em dơ lại cho mấy chị coi cái này cái nữa nha. Em dơ lại cho cái chị coi cái bộ quần giả váy lỡ cái nữa rồi xong rồi em qua mẫu khác. Chị nào khó tính về với em. Em còn khó hơn nữa. Thường mấy chị mua đồ hoài á, mấy chị mua mấy chị sẽ nhìn cái form đồ các chị sẽ biết cái chị mặc vừa hay không luôn á, nhìn bộ đồ là biết à. Rồi lên giúp em mã này mã xanh dương đi cả nhà. Mã xanh dương 185.000 hai bộ nha, quần giả váy lỡ. Em đang mặc mã xanh dương, mã này các chị đẹp chốt em mã đẹp. Mã đẹp. Còn nha chị Kim Nhung ơi. Bi đen với bi tím, chị lấy bi tím quế hay là bi tím cẩm chị? Bộ cô tông dẻo quá đúng không? Rồi chốt em bộ này nha cả nhà, lên giúp giùm em màu này là màu cam. Lên giúp em mã cam. Rồi cái này lên giúp em mã họa tiết. Rồi cái vải nó mướt nè mấy chị, mướt gượt à. Lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết nha, họa tiết. Rồi chốt em bộ này. Mã này chốt giúp giùm em là caro, caro vàng. Em còn tím cẩm với tím quế, chị lấy tím nào chị? Sáu mươi hai ký eo 85 trở lại em lấy cho chị size 4 nha chị Ngọc Thúy, size 4 nha chị. Rồi chốt giúp em mã này ạ, mã này lên giúp em mã hồng. Mã hồng, rồi cái này lên giúp em sọc vàng. Chốt em sọc vàng nha, sọc vàng. Mã lá. Rồi mã này lên giúp em sọc hồng. Rồi em chốt cho chị Châu Thị Ngọc Thúy. Hai bộ. Size số 4, một bộ bông cam với một bộ xanh dương. Eo 85 trở lại rồi, hai bộ là 185.000 chị. Rồi bi đen với tím quế, ok em chốt cho chị Kim Nhung. Cô tông dẻo đó hồi đợt rồi em lấy cho mấy chị nhiều nhưng mà nó toàn là bi là nhiều hả mấy chị, nó không có họa tiết khác. Với lại em thấy mấy chị nhà em cũng cũng là thích bi á. À, đợt rồi em nhập về tới 500-600 bộ luôn. 500-600 bộ mới có giá rẻ cả nhà. Cái loại này em phải nhập nhiều, cái số lượng nhiều nó mới có giá mềm cho các chị. Nhập 1-200 bộ giá nó cao lắm. Giá nó lệch nhau tầm khoảng 6-7 ngàn bộ á.
Rồi, ok, em chốt cho chị Kim Nhung hai bộ nha chị. Bi đen với bi tím Huế. Ngàn một bộ. Có cái bộ bo rip mới về á chị Lulu. Bộ bo rip mới về 150 á chị, đẹp quá, chừng đẹp luôn, hàng 200 mấy á. Sọc hồng size số 2 em chốt cho chị Vạn Sự Tùy Duyên. Ở bên em nó cũng chậm nữa chị Tho Phạm. Ở bên em nó cũng bị chậm nữa đó. Bộ em đang mặc là màu xanh dương nha các chị. Họa tiết size số 5 em chốt cho chị Quỳnh Thị Xanh. À chị Quỳnh Thị Xanh ơi, cái bộ họa tiết size số 5 em hết rồi. Xe số 5 em hết họa tiết chị Xanh ơi. Chị Quỳnh thì Xanh nha. Em còn 2, 3, 4 à chị. Họa tiết em còn 2, 3, 4 à. Rồi họa tiết xe số 5 chị Quỳnh thì Xanh không có nha. Dạ số 5 nha chị Kim Nhung. Em lấy cho chị xe số 5 đó. Lấy bộ xanh dương đi chị. Xanh dương xe số 5 em còn nè. Chị lấy xanh dương chưa? Xe số 5 là em hết em chỉ hết mã họa tiết thôi. Còn lại mấy bông kia em còn. Rồi xong cả nhà. Rồi bây giờ qua mẫu khác nha. Em qua mẫu khác nha. Nhà có muốn coi mẫu lại mẫu này nữa không? Không thì em qua mẫu khác. Em lên ton cho cả nhà nha, lên ton nhung nha cả nhà. Ton nhung tay con quần lỡ. Sọc vàng 4 với hồng 4 em chốt cho chị Tâm Lý. Xanh dương xe số 5 em chốt cho chị Quỳnh Thị Xanh. Rồi em lên ton cho cả nhà mình nha. Có ton quần dài, chị muốn coi ton quần dài, em lên ton quần dài cho chị Ngọc Loan. Ton quần dài tay tay lỡ. 115.000 một bộ chị, vậy em lên ton quần dài ha. Ok. Nãy giờ cái chị mua quần lỡ nhiều rồi, giờ mình mua quần dài đi. 115.000 một bộ ton nhung nha chị. Ton này là em có từ size 2 đến size số 6 cho cả nhà mình nha. Từ size 2 đến size size 6 hình như em hết rồi. Em còn được có size 2, size 3, size 4. Và size số 5 thôi, đến size đến 70 kg thôi nha các chị. Bông gì bên trái, bông gì bên trái chị? Bông gì bên trái là ở đâu vậy chị Tuyến Duyên? Bông này là bà ba áo lẻ nha. Bà ba áo lẻ em còn được nhiêu đây nè. Còn cái này là thun lưới. Bên đây là dập ly. Còn bông em đang ấy, em đang chuẩn bị lên là của thằng Ton Nhung vậy nha, Ton Nhung. Còn cái này là bà lai màu, cái này là cách tân bà lai, cách tân màu hả. Rồi em lên Ton Nhung cho cả nhà nha, 115.000 một bộ thôi các chị. Ton nhung quần dài tay lỡ 115.000 một bộ. Đây. Em có size cho các chị từ 45 kg đến 70 kg cả nhà mặc vừa nha.
Bộ này cái chị lên giúp giùm em là mã đen. Em đang mặc là size số 2 nha cả nhà. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Loan. Đây bộ này cái chị lên giúp giùm em là mã đen à. Em sẽ đi theo cái viền ở trên nha cả nhà, cái viền cổ với viền tay ha. Rồi. Bộ em đang mặc cả nhà lên giúp giùm em ạ. À. Ý cái bộ này hình như em còn ở ngoài. Tôn nhung đẹp mà chị, tôn nhung đẹp nha. Chị nào mà hay mặc tôn á mà cái chị thấy em bán cái giá này là cái chị biết giá nó quá mềm luôn rồi, giá này nó còn rẻ hơn cái giá sale ngày xưa em lấy nữa đó. Ngày xưa hàng sale mà hàng của Tôn Nhung mà em chưa có ra cái hàng Tôn Nhung á, xưởng chưa có ra được á. Lấy hàng sale của Sài Gòn không là về là đã bán 125, 135 nghìn rồi. Nhưng mà cái form quần nó sẽ không có được rộng và nó thoải mái như cái form quần này đâu. Bán lo nhất là mấy chị mặc cái form quần không vừa á, cái form quần nó nhỏ á cả nhà. Màu em đang mặc nha chị đẹp, màu em đang mặc là màu đen, màu này mình lên giúp giùm em là màu da. Màu da. Chốt em màu này là màu tím cẩm. Thật ra những cô mà lớn lớn tuổi trung niên á là thường là mặc ton không à. Giờ em ra chợ ra đâu em cũng thấy mọi người mặc ton không à. Ton là dễ mặc thoải mái nhất. Rồi màu da màu này màu tím cẩm giúp em ha, màu tím cẩm. Chốt em màu này màu xanh bơ. Trẻ trẻ thì nhiều khi mình không chịu mặc, mình sợ màu tối thôi. Thường mặc mấy cái này ok. Dạ đúng rồi, đợt trước là 120 đó. Cái lô này em về lô đợt sau nè. Lô đợt sau em về thêm được 300 mấy bộ á, nên là em bán cho cái chị giá chỉ có 125 ngàn thôi. Dạ cái mẫu này em về lô này nữa là em hết rồi, nên là chị nào thích cái mẫu này thì cái chị chốt đi. Tay dài, quần dài mà tay co tay lỡ nữa, rất là đẹp. Màu xanh bơ giúp em ha. Rồi màu này chốt em màu xanh riêu. Màu xanh riêu cả nha. 115 ngàn bộ. Chốt em màu xanh riêu. Màu này dễ mặc lắm. Màu cam. 115 ngàn bộ chị Ngọc Lài. Chốt em màu này màu cam. Màu xanh min. Nhà chốt em màu này là màu xanh min. Màu xanh min nha. Chốt em màu xanh min. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng. Chốt em màu hồng cả nhà, màu hồng. Màu tím. Em có tổng cộng 10 hay 11 màu gì á. Màu tím nha, màu tím. Rồi màu này chốt em màu đỏ. Màu đỏ giúp em ạ, à, màu đỏ. Chốt em mã đỏ. Rồi em chốt cho chị Út Phan một bộ màu đen size số 3. Size số 3 em còn được có nhiêu đây nè chị. Size số 3 em còn được có 4 màu à, màu đen, màu da, màu hồng với lại là màu tím à. Rồi em lấy cho chị một bộ màu đen size số 3, em chốt cho chị Út Phan. Xanh chị lấy xanh gì vậy chị Ngọc Dung ơi? Với lại là chị mặc size số mấy, cho em cái size luôn. Hoặc là lên cân nặng chiều cao ha. Em có xanh bơ, xanh riêu và xanh min, chị lấy xanh nào? Lên cân nặng chiều cao giúp em luôn, 115 ngàn bộ. Xanh bơ với đỏ size số 2. Ok chị đẹp. Rồi em còn bộ đỏ 2 cuối cùng luôn. Đen 3 em chốt cho chị Tâm Lý. Đen 3 cho chị Tâm Lý, xanh bơ với đỏ size số 2 cho chị Ngọc Loan.
Đen ba cho chị tâm lý là em hết đen ba luôn. Chị Nguyễn Ngọc Lài hả? Chị Nguyễn Ngọc Lài size số 3. Size số 3 là chị lấy màu gì chơi? Size số 3 em còn màu da, màu hồng với màu màu tím quế à. Chị lấy màu gì ạ? Size số 3 là 60kg ha. Nhưng mà 60kg, 59-60kg chị có thể lên size số 4 giúp em cũng được. Mặc cho nó thoải mái, xanh riêu với xanh min. Size số 5 em chốt cho chị Trang Thanh. Bộ này em còn size lớn nhất là size 70kg hả chị? Bình thường là nó có size 75kg là size 6 nha. Nhưng mà size 6 em bán hết trơn rồi. Giờ nó còn size số 5 tới size 70kg rồi. Còn size số 6 thì em còn mẫu khác. Màu xanh riêu với màu xanh min. Rồi hết trơn rồi chế đẹp ơi. À xanh min em còn ok. Hên quá, ai xả ra nè chị Trang Thanh. Ai xả ra đúng hai bộ của chị chốt luôn, màu xanh bơ với màu xanh riêu. 115k một bộ. Rồi, của chị hai bộ chị Trang Thanh. Rồi em đang mặc là màu đen cả nhà. Bộ này đẹp lắm, bộ này em bán nhiều lắm nè. Bộ này em về hai lô cho cả nhà mình là được gần 600 bộ nha, là hết lô hết cái mẫu này luôn rồi. Đây màu da nè, đẹp lắm chị Út Phan. Chốt màu da đi chị, màu da cái họa tiết nó cũng đẹp nữa. Chốt em màu da ha, màu da. Da 3 em chốt cho chị Út Phan. Rồi em hết da 3 nha. Size 3 em còn được màu hồng với màu tím à. $115.000. Ton nha cả nhà, ton nhung nha. Ton là nó không có co giãn. Size 3 hết, cái chị có thể lấy lên size 4 cũng được. Tại vì hàng ton là mình mặc rộng rãi thì nó thoải mái, nó mát thôi chứ nó không có vấn đề gì hết, không có sợ bị xấu. Đây là màu tím Huế nha chị. Rồi chốt em màu tím Huế. Em dơ lại màu cho cái chị xem một lần nữa xong em qua mẫu khác. Rồi bộ em đang mặc cả nhà lên giúp em màu tím Huế. Màu này cả nhà lên giúp em màu hồng nha. Màu hồng. Rồi chốt em màu này là màu cam. Rồi mấy cái áo của em đang hết rồi. Đây màu cam cả nhà. Màu cam. Cái này size 4 với size 5 với size 2 là em còn nhiều, size 3 là em còn được hai bộ. Rồi màu xanh min. Em còn màu vàng nữa, em quên nữa chứ. Em có màu vàng nữa nha cả nhà. Mà hình như màu vàng em hết luôn rồi. À còn được size 5. Màu vàng em còn được size số 5 nè cả nhà. Màu vàng nha. Size số 5 là 70kg. Đây. Em dơ lên cả nhà chọn giùm em nha. Chọn giùm em đi. Em không có biết là các chị ưng cái màu nào đâu các chị. Các chị đừng làm khó em nói thật luôn. Cái chị kêu em lấy giùm, em không bao giờ em lấy giùm. Thật sự, cái chị nếu mà coi được like rồi thì chọn giùm em luôn đi. Em dơ đi dơ lại cho cái chị rất là nhiều quận. Để cái chị từ từ cái chị coi và cái chị chọn. Cái chị coi trực tiếp mà cả cái chị chọn không được nữa. Cái chị giao phó cái trách nhiệm đó cho em, làm sao mà em đúng ý mấy chị được. Đó. Ton nhung thì màu muốn màu sáng cũng không có, mà màu tối cũng không biết sao mà lựa màu tối nữa chị. Nhớ, giờ em dơ lên nè, cái bông nào mà chị cảm thấy ưng thì chị cứ chốt. Nha.
Rồi mai mấy bạn nhà em chốt đơn, chị nói mấy bạn dồn. Rồi màu da, màu này là màu đen. Rồi này là màu da giúp em nha, màu da. Màu da size số 5 em chốt cho chị Tho Phạm 115.000 một bộ chị. Để em coi mà coi màu da size số 5 còn không nha chị. Size số 5 là em còn màu tím cẩm nè. Em còn màu hồng nè. Em còn màu xanh bơ, em còn màu vàng, em còn màu đen. Rồi em hết màu da. Em hết màu da size số 5 rồi chị Tho Phạm ơi. Màu da 5 em hết nha chị đẹp. Chị Nguyễn Mai Mai bộ em đang mặc là ton chị, nó không phải là quần giả váy chị ơi, nó là ton nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Chốt giúp em màu xanh rêu. Rồi màu xanh bơ. Chốt em màu xanh bơ ạ, màu xanh bơ. Rồi màu này là màu tím cẩm nè chị. Màu tím cẩm giúp em nha. Bộ em đang lên là quần như thế này nè nha chị Nguyễn Mai Mai ơi. Nó là ton nha chị chứ không phải là quần giả váy nha. Rồi màu này cả nhà lên giúp em nha. Rồi đó, hết rồi đó mấy chị. Nó là form quần bình thường chị, không phải là ống ôm ha. Đồ ton chị, đồ ton nha. Có nghĩa là đồ nó không co giãn đó. Mình mặc như đồ pyjama vậy đó. Cái quần nó như đồ pyjama vậy đó. Chứ nó không phải là quần ống ôm. Rồi chốt em bộ này em dơ lại cho cả nhà nè. Màu tím cẩm, màu xanh bơ. Màu này chốt em màu xanh rêu. Màu da, màu đen. Rồi màu vàng. Màu vàng này đẹp cả nhà. Màu vàng này em còn duy nhất size số 5 thôi ha. Rồi màu xanh min. Màu cam. Màu hồng. Rồi em hết rồi đó. Vàng 5 em chốt cho chị Tho Phạm. Rồi qua mẫu nha cả nhà. Em qua mẫu khác nha. Vàng hết size 4 rồi chị. Vàng hết 4 rồi. Đầu ton cái chị 4, size 4, size 5 cái chị mặc nó cũng gần gần như nhau rồi cả nhà. Tím quế với xanh rêu size số 2 em chốt cho chị Ung Điệp. Xanh rêu em hết size số 5 rồi chị Ngọc Anh ơi. Size số 5 là em còn màu tím cẩm, màu hồng, màu vàng, màu đen. Với màu xanh bơ ha, em hết màu xanh rêu rồi. Rồi chị Ung Điệp là một bộ tím huế với một bộ xanh rêu size số 2. Tím đậm là chị lấy tím cẩm á, hả chị Ngọc Anh? Tím đậm là chị lấy màu tím cẩm thôi đúng không? Em đang mặc là tím quế á. Rồi em lấy cho chị bộ màu tím cẩm này nha chị. Ngày mai mấy bạn nhà em gọi chốt đơn, chị cứ nói với mấy bạn là chị còn một bộ ton tay dài nữa nha. Mấy bạn nhà em dồn vô cho.
Rồi bây giờ em lên toan lỡ cho cả nhà nha. Toan lỡ quần lỡ. Rêu xe 5 em hết rồi chị Tho Phạm. Không có rêu 5 chị. Rồi. Cái bộ ton quần lỡ này, cái form nó sẽ gọn hơn cái form quần dài nha cả nhà. Nên là các chị lùi số ký lại giúp em ha. Ví dụ như size 2 á, là bình thường em chốt cho cái chị 55 kg, thì cái bộ này nó tầm khoảng 52 kg trở lại cái chị mặc thôi. Nói chung là bộ lỡ này các chị nên lên một size luôn, mặc cho nó thoải mái nha. Chị Nguyễn Ngọc Lài, chị mặc size số mấy vậy chị? Đen size số 5 em chốt cho chị Tho Phạm. Size số 5 là em còn nè chị Tho Phạm, em còn màu hồng. Em còn màu xanh bơ hết chị, em còn màu vàng. Với em còn màu đen à. Chị Nguyễn Ngọc Lài ơi, em dơ đi dơ lại nãy giờ 2 3 lần rồi đó, chị mặc size số mấy? Để em coi còn size của chị không ạ. Rồi bộ em đang mặc nha. Bộ em đang mặc cả nhà lên giúp em mã số 1. Bộ này các chị nên lên một size luôn. Bình thường mặc đầu thun size số 2 thì bộ này các chị lên size 3 giùm em luôn nha. Size 4. Size 4 là em còn mấy màu này nè. Để em dơ lên cho mình coi luôn. Em dơ lên cái chị chịu khó cái chị coi giúp em đi mấy chị, chứ mấy chị muốn mua mà em dơ lên mấy chị không có coi, xong cái em vừa để qua cái các chị lại kêu em lên lại nữa. Ví dụ em không dơ cho mấy chị coi mà em dơ cho những chị khác thì mấy chị cũng nhìn giúp em luôn ha, cho nó đỡ mất thời gian. Size số 4 là em còn được màu đen, em còn được màu tím Huế nè chị, màu tím Huế nha. Rồi màu hồng, giống em màu hồng. Số 4 em cũng còn được có vài màu, màu da, màu tím cẩm nha, màu xanh rêu. Size số 4 em hết luôn rồi. Đây quần dài nè, em đang lên cho chị là cái quần dài nè. Bộ rêu em hết rồi chị, còn bộ tím cẩm nè. Đây là bộ tím cẩm nha. Nếu mà chị mua cho mẹ chị thì chị lấy cho mẹ chị màu đen với màu màu tím cẩm là ok rồi. Màu đen với màu tím cẩm nha. Đen với tím cẩm là ok. Size số 4 em còn được bộ màu cam nữa. Size số 4 là 65 kg, nhưng mà chị mua cho người lớn tuổi thì nếu mà mẹ chị 63, 64, 65 kg thì em nghĩ là lên luôn. Nếu mà lớn tuổi thì lên luôn size 6, size 5 giúp em nha chị. Để thôi về mặc không vừa đó. Bộ em đang mặc là mã số 1. Chị Vũ Thị Tiến, em chốt cho chị Vũ Thị Tiến bộ em đang mặc. Rồi quên báo giá bộ em đang mặc nữa. Bộ em đang mặc em bán combo cho cả nhà nha. 180.000 hai bộ. Bộ lỡ em đang mặc là 180.000 hai bộ cả nhà.
chị mua bộ này là mua từ hai bộ trở lên giúp em tính combo cho cái chị nha. Tên Nhung. Rồi em chốt bộ mã số 1 em đang mặc cho chị Vũ Thị Tiến. Mã số 1. Đúng rồi, quần dài tay lỡ nha chị Ngọc Lài ơi. Bộ em lên cho chị là bộ quần dài tay lỡ đó. 115 ngàn một bộ. Rồi em chốt cho mẹ chị hai bộ này nha. Nhìn lại giúp em cái ok nha chị. Nói chung là tông nhung, nó đi cái tông màu nó cũng gần gần giống nhau hết á mấy chị, nó không có khác nhau. Em chào chị admin Vĩnh Lộc. Rồi em lên tiếp cái bộ em đang mặc cho cả nhà nha. Bộ em đang mặc là mã số 1 cả nhà ơi. Để em soạn ra nha mấy chị. Rồi. Em lên họa tiết cho mình nha. Bộ em mặc cái chị lên giúp giùm em là mã số 1. Bộ này chốt em mã số 2. Mã số 2. Bộ này chị nào 53 kg trở lên thì lên giúp em size 3 luôn nha. 53 đến 57 kg lên size 3 giúp em luôn. Rồi lên chốt giúp giùm em bộ này cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 2. Hình như là em hết mã số 3 rồi. À đây mã số 3 em còn được một bộ nè. Bộ này chốt em mã số 3. Chị Vũ Thị Tiến ơi, chị Vũ Thị Tiến chốt thêm giúp giùm em một bộ nữa nha. Để em chốt combo cho mình cho nó dễ nha chị. Rồi bộ này mã số 3 giùm em nha, mã số 3. Tổng cộng là em có 10 họa tiết cho cả nhà. Rồi chốt em bộ này là mã số 4. Mã số 4 giúp em cái chị, mã số 4. 180.000 hai bộ. Chốt em mã số 4 à, mã số 4, tân nhung quần lỡ nha các nhà. Chứ chị. Rồi chốt em bộ này là mã số 5. Dạ rồi ok, em lên từ từ này các chị cứ chọn. Mã số 5 à, mã số 5. Chốt em mã số 5 à, mã số 5. Rồi mã số 6. Mã số 4, size số 2 em chốt cho chị Ly Hoàng, ủa chị Sang Hoàng. Mã số 4, size số 2, mã số 4. Rồi mã số 4, em chốt cho chị Sang Hoàng. Rồi em hết mã số 4 size số 2. Mã số 4 size số mấy vậy chị Ly Hoàng ơi? Cho em số ký chị. Rồi bộ này lên giúp em mã số 6 cả nhà. Chốt em mã số 6. Mã số 6 nha. Rồi mã số 4 size số 5. Để em coi còn không nha chị.
Ok, mã số 4 size số 5 em chốt cho chị Ly Hoàng. Ok chị đẹp. Rồi mã số 6 giúp em nha. Chốt em tiếp là mã số 7. Chốt em mã số 7 cả nhà, mã số 7. Mã số 7 giúp em mã số 7. Chốt em mã số 8 chị. Số 8 em còn được có một bộ size 2. Mã số 8 đẹp quá đẹp luôn. Bông to ha. Rồi chốt em mã số 8. 180.000 hai bộ tân nhung. Hai bộ mới đi đơn nha cả nhà ơi. Hai bộ mới đi đơn. Tại vì một bộ là em không có đi đơn cho mấy chị được. Một bộ là đi đơn lỗ tiền phí ship luôn đó. Rồi lên giúp em bộ này mã số 9. Mã số 9 giúp em nha, mã số 9. Quần lở tay con rất là đẹp. Mã số 8, size số 2 em chốt cho chị Sen Hoàng. Chốt giúp em bộ này mã số 9. Số 8 em còn có một bộ một hà chị. Chị Vũ thì tiếng chị chốt qua mã khác giúp em nha. Mã số 9 nè. Mã số 8 chị Sen Hoàng lấy là em hết rồi. Có một bộ một à. Em hết luôn rồi đó. Số 9 lên giúp em mã số 9 cả nhà. Rồi mã số 10. Rồi tổng cộng em có 10 bông cho cả nhà nha. Mã số 10. Dạ, nay khỏe chưa cô? Nay cô về chưa? Rồi lên giúp em mã số 10 à, mã số 10. Để mai con nói với bạn chốt đơn. Rồi em hết nha cả nhà. Hết rồi đó. Mã số 10. Size số 5 là em còn được có nhiêu đây nè. Size số 5 là em còn được 10. Mã số 8. Bộ này là nãy mã số mấy em quên rồi. Bộ này như mã số 2. Bộ nâu này hồi nãy là mã số 5. Dạ, rồi, dạ cô. Mã số 10 em chốt cho chị Vũ Thị Tiến. Ok chị. Chị Phương Nghi ơi, em lấy lên cho chị size số 4 nha chị Phương Nghi. 57 kg mặc size 4 đi chị, mẫu này form nhỏ nha. Form nó gọn, em đang mặc size số 2 mà nó vừa y em luôn nè. Đồ con cầm size số 6 còn được 3 bộ rồi cô. Size số 6 còn được 3 bộ. Em lấy cho chị size số 4 anh chị Phương Y ơi, hay là chị muốn mặc size số 3? Size số 3 như em còn luôn nè. 57 kg chị cao bao nhiêu ạ? Ok chị Vũ Thị Tiến nha. Chung một like là mấy bạn nhà em sẽ tự động dồn cho chị, còn nếu mà chị có cái hàng cái còn đồ của cái like khác thì chị nhắc mấy bạn nhà em. Con lấy cho cô hai bộ. Chị Phương Nghi ơi, chị Phương Nghi muốn mặc size 3 hay size 4 em lấy cho.
Con lấy cho cô bộ mã này nha cô. Mã này là mã M10 nè. Cái này là M4, còn cái này là M2. Rồi cô lấy bộ nào con lấy cho cô. Cô xem giúp con nha. Bộ này là mã M2 nè. Bộ này M4 nè. Rồi bộ này là M10 nè. Rồi cô lấy cái nào con lấy cho. Rồi chị Phương Nghi là size 3, mã M8 với M9. M8, M9 em chốt cho chị Phương Nghi. M10, M4 con chốt cho cô Ngân Nguyễn. Tên Nhung là màu nó tối tối không à, cái chị nó không có màu sáng đâu. Còn mấy màu nãy giờ em lên đó. Chị Kim Nhung. Size 5. Xe năm em còn được có mấy màu à? Để em vô lên cho chị coi. Xe năm còn được có hai ba bộ gì hả chị? Ba bốn bộ gì? Để em vô lên cho chị coi. Xe năm em còn được nhiêu đây nè chị Kim Nhung nha. Mã M5 nè chị. Tân Nhung nó không có sáng đâu chị đẹp. Mã này mã M2. Cái này là em lên mã M2 đó. Rồi M8 với M10. Chị thích màu tối thì chị lấy mã M10 với M này nè. M10 với M5 là ok. Màu tối. Hai màu này nó tối hơn hai cái màu này. Hai màu này cái bông nó sáng hơn nha chị. Đây chị, hai bộ này nè. Đó. M10 với M5. Rồi hết. Hết cái hàng ton lỡ nha các chị, 180.000 hai bộ. Đây mã M10 nè chị. Hai màu đó em lấy cho chị là hai màu này nó nhu lại rồi đó, nó không có bị nổi chị, hai màu kia nó mới nổi hơn. Ok, em lấy cho chị hai bộ ha. Chị Ngọc Thanh nói gì em không, em chưa hiểu. M12 bộ, M12 bộ là chị lấy size số mấy, size bao nhiêu ký ạ? Size bao nhiêu ký chị, để em biết em lấy. Chị Phương Nghi mai mai nhắc mấy bạn nha. Mai mấy bạn sẽ gọi cái đơn hồi trưa trước á. Nên là chị có đơn chị cứ nói mấy bạn là hồi tối chị có đơn ton hay đơn gì đó, rồi nói mấy bạn em dồn vô cho.
Rồi. Offline ở đây cả nhà nha. M10 size số 2 cho chị Sang Hoàng. Là em hết mã M10 luôn nè. Combo 180.000 hai bộ nha cả nhà ơi. Hai bộ trở lên em mới đi đơn nha. Ví dụ như cái chị mua 3 bộ thì em tính cho cái chị vẫn là 90.000 một bộ. Nhưng mà một bộ thì tính giá khác. Một bộ là nó là 110 205.000 gì á. Nhưng mà cái chị lấy 3 bộ thì em vẫn tính cho cái chị là 90.000 một bộ nha. Tại vì một bộ là không bán thôi. Còn hai bộ thì 180.000. Chị Ngọc Thanh ơi, em hết rồi. Size số 5 em còn có hai bộ này nè, chị chịu không? Bảy mươi ký màu tối giờ 70 ký chị lên size số 6 đi, mà size số 6 em còn bộ này, em còn có màu một hà, có bộ một hà nên là không có chốt cho chị được. Size số 5 70 ký, em sợ bộ này chị mặc nó hơi bị kích đó chị. Quần dài thì chị mặc được chứ quần lỡ chị mặc không được. Chị Ly Hoàng là lấy quần dài size 65 ký hả? Quần dài size 65 ký, 115.000 một bộ. Đây để em lựa cho. Chị thích màu tối hay là chị thích màu sáng? Đây quần dài tay lỡ nè chị. Quần dài tay lỡ size số 4 là em còn được màu tím cẩm. Chị thích màu tối tối tí xíu thì chị lấy màu tím cẩm này. Dạ không có size 80 ký. Đây chị nha, màu tím cẩm. Rồi em còn màu da. Màu da này cũng đẹp nữa nè. Màu da này lên cái họa tiết đẹp lắm. Màu da nha chị. Rồi màu hồng. Màu hồng em còn nhiều. Màu hồng em còn được 4 bộ. Đây màu hồng chị đẹp nha. Màu hồng. Chị nào thích màu tươi tươi tí xíu lấy màu hồng với màu tím, tím Huế. Dài. Rồi màu đen. Màu đen là cái viền của nó đen thôi, nhưng cái bông của nó rất là đẹp. Rồi chị lấy màu nào chị? Em lấy cho. Chị Liên Hoàng lấy màu nào em lấy cho. Đó, size số 4 quần dài 65 ký đó chị, là em còn nhiêu đó. Ton nha chị ơi. Màu da ok. Rồi em lấy cho chị màu da size số 4. Quần dài thì cái form nó thoải mái hơn, nên là có thể là 65 ký chị mặc size 4. 65 ký, cao 1m55-56 trở lên là mặc size 4 được. Rồi em chốt cho chị bộ màu da size số 4, 115.000. Em đang like là Tôn Nhung nha cả nhà. Rồi màu da. Rồi em offline ở đây nha các chị. Em offline ở đây nha. Đơn này ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye ạ.